Đào Duy và Nguyên Bảo của Nóng 24 giờ rất vui được đồng hành cùng với quý vị trong bản tin Nóng 24 giờ của Đài Phát thanh và Truyền hình Long An hôm nay. Chúng tôi sẽ truyền tải đến quý vị những thông tin nóng nhất, và nếu quý vị có thông tin cần phản ánh, xin mời quý vị hãy liên hệ với số điện thoại đường dây nóng của chúng tôi 097 122 5053. Trước tiên chúng ta hãy cùng đến với những thông tin đáng chú ý trong bản tin ngày hôm nay. Phi công người Anh hồi phục kỳ diệu không cần ghép thận. Khí hữu phòng tránh thai chạy lạc xuống bàn quang. Thưa quý vị và các bạn, cách đây hơn nửa tháng trước, bệnh nhân 91 phi công người Anh đứng trước khả năng phải ghép phổi và có khi phải ghép cả thận nếu chức năng thận bị ảnh hưởng. Ngay khi tin tức này được loan đi thì có khoảng 70 người ở độ tuổi từ 21 đến 76 tuổi đăng ký tặng một phần phổi cho bệnh nhân. Nhưng do thể trạng của bệnh nhân cần phải ghép cả hai lá phổi từ nguồn tạng của người hiến chết não, và vì bệnh nhân bị nhiễm trùng nặng nên hy vọng cũng rất mong manh. Thế nhưng mà chỉ sau thời gian được chuyển sang bệnh viện Chợ Rẫy để điều trị, điều kỳ diệu đã xảy ra, và đến ngày hôm nay, thành viên hội đồng chuyên môn cho biết bệnh nhân đã tỉnh hoàn toàn, có cơ hội hồi phục phổi và sống mà không cần phải ghép phổi. Hơn một tuần sau khi cuộc hội chẩn ba miền lần thứ ba, và đặc biệt là sau khi được chuyển sang bệnh viện Chợ Rẫy, bệnh nhân 91 phi công người Anh đã có những thay đổi ngoạn mục, được coi là kỳ tích khi phổi gần như đông đặc, sơ cả hai lá phổi, từng chỉ còn 10% hoạt động. Cụ thể, sau vài ngày giảm dần các thông số ECMO, bệnh nhân 91 đã được ngưng ECMO vào sáng ngày 3 tháng 6. Hiện bệnh nhân tỉnh, tiếp xúc tốt, mạch huyết áp ổn định, đang được thở máy. Ngoài ra, chức năng gan thận của bệnh nhân đã phục hồi hoàn toàn, tình trạng viêm phổi đã cải thiện, bạch cầu và các chỉ số viêm đã về bình thường. Hiện tại, bệnh nhân vẫn đang được dùng kháng sinh, tích cực dinh dưỡng và vật lý trị liệu. Tình hình sức khỏe của bệnh nhân trong 5 ngày qua, sau khi cái cuộc hội chẩn của thông báo tiểu ban điều trị của Bộ Y tế, thì cho tới diễn tiến của ngày hôm nay, cái về đánh giá về mặt tri giác của bệnh nhân hiện tại là đã tỉnh táo hoàn toàn, có thể là tiếp xúc và thực hiện được cách đầy đủ với y lệnh của các nhân viên y tế. Bệnh nhân có thể là cười, mỉm cười với nhân viên y tế, cũng như là gật lắc đầu hay là bắt tay với nhân viên y tế. Sức cơ về tay và chân thì cũng đã cải thiện. Sức cơ của chi trên từ mức cơ 1 trên 5 của 5 ngày trước thì tới hôm nay đã là 3 trên 5. Sức cơ của chân cũng đã cải thiện là 2 trên 5. Cái phản xạ ho của người bệnh cũng đã cải thiện rất là tốt. Về mặt cái cải thiện về mặt chức năng hô hấp thì oxy máu của bệnh nhân là cải thiện dần, cho tới ngày hôm nay thì oxy máu của bệnh nhân là khá là ổn định. Các bác sĩ cho biết bệnh nhân còn cần thời gian dài để cai máy thở và phục hồi hoàn toàn các chức năng vận động. Theo báo cáo của tiểu ban điều trị Ban chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch COVID-19, cả nước đã có 302 trên 328 bệnh nhân khỏi bệnh. Và thưa quý vị, một tin vui nữa là hiện cả nước chỉ còn 26 ca bệnh COVID-19 đang được điều trị. Trong đó, số ca âm tính từ 1 đến 2 lần với SARS-CoV-2 là 13 trường hợp. Như vậy, chỉ còn 13 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2 đang điều trị tại các cơ sở y tế trong tình trạng sức khỏe ổn định. Hy vọng rằng ngày Việt Nam tuyên bố hết dịch COVID-19 hoàn toàn sẽ tới gần hơn với chúng ta. Thưa quý vị, từng đặt vòng tránh thai cách đây hơn 10 năm. Khoảng 4 năm trước, một người phụ nữ quê tỉnh Hậu Giang có dự định lấy vòng tránh thai nhưng không tìm thấy. Và thưa quý vị, với suy nghĩ chủ quan là vòng đã bị tuột ra ngoài nên chị đã không đi khám. Mãi đến khi bị những cơn đau hành hạ thì chị này mới ngỡ ngàng khi chiếc vòng tránh thai tai quái ấy đã chạy lạc lên thành bàng quang. Khi được chuyển đến Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ, nữ bệnh nhân 39 tuổi ngụ huyện Châu Thành A, tỉnh Hậu Giang hay bị đau vùng hạ vì kèm tiểu gắt, tiểu ngưng giữa dòng. Dù đã đến nhiều cơ sở y tế kiểm tra nhưng vẫn không biết được nguyên nhân. Kết quả siêu âm cho thấy có hai viên sỏi kích thước 1,2cm và 1,8cm tại bàng quang, đồng thời phát hiện một dị vật hình chữ T với chiều dài 4cm xuyên và bám chắc vào thành bàng quang, rất khó phát hiện khi siêu âm, cũng như không thể lấy qua nội soi. Qua các lớp vi tính, dị vật đó chính là dụng cụ tránh thai. Các bác sĩ Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ tiến hành xẻ mô bàng quang, bóc tách đến vị trí chữ T, lấy ra vòng tránh thai dài khoảng 4cm, được bao chặt bởi các cơ xung quanh, đồng thời tiến hành khâu bàng quang, đóng bụng, phẫu thuật diễn ra khoảng 1 giờ. Người nhà cho biết cách đây hơn 10 năm, nữ bệnh nhân đã từng đặt vòng tránh thai. Vào 4 năm trước, khi có ý định lấy vòng tránh thai ra ngoài thì không tìm thấy. Những tưởng chiếc vòng tai quái này đã bị tuột ra ngoài, nào ngờ lại chạy lạc xuyên thành bàng quang.
Vòng tránh thai lạc chỗ là một trong những biến chứng hiếm gặp, thường do vòng được đặt lâu năm không được kiểm tra định kỳ. Chị em nên lựa chọn nơi đặt vòng tránh thai đảm bảo uy tín. Sau khi đặt vòng, nếu có dấu hiệu bất thường như đau hạ vị hay có những biểu hiện lạ, cần đến khám tại các cơ sở y tế chuyên khoa để được kiểm tra định kỳ 6 tháng một lần. Chiều qua ngày 3 tháng 6 trên sông Đồng Nai, đoạn qua phường Long Bình, quận 9, một người phụ nữ đã rơi xuống sông tử vong. Vì trên người nạn nhân không có giấy tờ tùy thân nên hiện công an chưa xác định được danh tính. Cụ thể, sự việc xảy ra vào khoảng 13 giờ chiều ngày 3 tháng 6. Trong lúc người dân đang đứng đợi đò để đi cúng ở chùa Châu Róc 3, phường Long Bình, quận 9, bất ngờ phát hiện một phụ nữ chới chới dưới mép sông Đồng Nai nên hô quán. Ngay lập tức, một nam thanh niên nhảy xuống vớt người phụ nữ lên bờ. Mặc dù nhanh chóng được sơ cứu tại chỗ, nhưng người phụ nữ đã tử vong sau đó ít phút. Nhận thông tin, công an quận 9 có mặt khám nghiệm hiện trường, lấy lời khai các nhân chứng. Ghi nhận tại hiện trường, nạn nhân ngoài 60 tuổi, mặc bộ đồ nhà chùa, trên người không có giấy tờ tùy thân. Vị trí phát hiện nạn nhân là khu vực bậc thang, nơi đò neo đậu để đón trả khách. Người dân cho biết người phụ nữ này đi qua chùa bằng đò lúc sáng nay. Hiện chưa rõ nguyên nhân vì sao nạn nhân bị rơi xuống sông. Công an quận 9 kêu gọi ai biết thông tin của nạn nhân thì tới công an quận 9, số 9 xa lộ Hà Nội, phường Hiệp Phú để trình báo. Xin chuyển sang thông tin về giao thông. Thưa quý vị, gần 22 giờ đêm qua, công an quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh vẫn còn phải khám nghiệm hiện trường và làm rõ nguyên nhân của một vụ tai nạn giao thông liên hoàn khiến cho hàng loạt phương tiện bị té ngã và trong đó có 5 người bị thương. Và các phương tiện bị tai nạn, có xe thì đang di chuyển trên đường, còn xe thì dừng chờ đèn đỏ. Chưa kể là một hàng rào kho xưởng cũng trở thành nạn nhân bất đắc dĩ. Vụ việc xảy ra vào khoảng 19 giờ 30 phút tối ngày 3 tháng 6 tại giao lộ quốc lộ 1, đường số 18, phường Bình Hưng Hòa, quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh. Khi đó, chiếc ô tô 7 chỗ, biển số 51G19817 do người đàn ông trung niên điều khiển, chạy trên quốc lộ 1 hướng từ An Sương về An Lạc. Khi đến giao lộ quốc lộ 1, đường số 18, quận Bình Tân, tài xế cho phương tiện rẽ trái để vào đường số 18 thì tông hàng loạt phương tiện đang lưu thông trên đường cũng như đang dừng chờ đèn đỏ trên đường số 18. Chưa dừng lại, chiếc ô tô 7 chỗ tiếp tục lao lên vỉa hè, hút sập hàng rào kho xưởng bên đường rồi mới dừng lại, hư hỏng. Vụ việc khiến cho 5 người bị thương, xây xát, trong đó có một người bị thương nặng phải nhập viện cấp cứu. Một chiếc xe ba gác và một chiếc ô tô hư hỏng nhẹ. Sau đó các chủ phương tiện tự thương lượng rồi rời đi. Tại hiện trường còn lại 4 phương tiện xe máy nằm la liệt trên đường cùng chiếc ô tô 7 chỗ hư hỏng. Theo người dân, tài xế ô tô 7 chỗ có dấu hiệu say xỉn, sau đó được người nhà đến đưa về. Tiếp theo, Quý Bảo xin mời quý vị cùng đến với những hình ảnh hiện trường của một vụ tai nạn khác cũng xảy ra vào đêm ngày hôm qua trên quốc lộ 28, đoạn qua cầu Đắc Nia 2, xã Đắc Nia, thành phố Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông. Theo đó, thì chiếc ô tô chở trái cây này đã bất ngờ lao qua hàng rào chắn, lật ngửa dưới suối khiến cho tài xế và chủ xe tử vong. Cụ thể, xe tải bị nạn mang biển số 86C09611. Ngay sau khi phát hiện vụ tai nạn, người dân đã ra hỗ trợ giải cứu người bị nạn, đồng thời trình báo cơ quan chức năng. Do vết thương quá nặng, nam phụ xe chưa rõ danh tính đã tử vong tại hiện trường. Lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an tỉnh Đắk Nông đã huy động lực lượng và sử dụng các thiết bị chuyên dụng để tập trung cứu tài xế và đưa đi cấp cứu. Tuy nhiên, nam tài xế đã tử vong ngay sau đó. Trước đó, một chiếc xe tải chở vật liệu xây dựng cũng rơi xuống suối trong lúc đổ dốc. Cây cầu vừa sửa chữa xong từ vụ tai nạn trước thì xảy ra sự việc trên. Thưa quý vị, đây là Triệu Quân Sự, 29 tuổi, quê xóm Bản Luông, xã Phú Cường, huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên, đang thụ án chung thân về tội giết người, cướp tài sản và đào tẩu tại trại giam quân sự khu vực miền Trung, trại giam T10 thuộc quân khu 5, đóng trên địa bàn xã Bình Khương, huyện Bình Sơn, Quảng Ngãi. Thế nhưng đối tượng đã bỏ trốn khỏi trại giam, được biết đây là lần thứ hai sự đào tẩu. Và theo nguồn tin cho biết, nhiều khả năng đối tượng đang lẩn trốn tại khu vực huyện Núi Thành của tỉnh Quảng Nam. Theo công an huyện Bình Sơn thì đêm qua, một nữ nhân viên gác chắn đường sắt đã bị cướp điện thoại và một người dân trên địa bàn ở khu vực Núi Sơn, xã Bình Chánh, huyện Bình Sơn bị mất một xe máy, nghi là do đối tượng trốn lệnh truy nã này thực hiện.
Thông tin từ cơ quan công an cung cấp, Triệu Quân Sự cao 1m6, sống mũi thẳng, màu da ngăm đen, có nốt ruồi cách 1cm ngay sau đuôi lông mày trái. Cơ quan chức năng đề nghị ai thấy hoặc gặp Triệu Quân Sự ở đâu thì nhanh chóng báo cho cơ quan công an gần nhất hoặc đơn vị T10 qua số điện thoại 033 6840486 hoặc 038 412 1710.